lớp 6 à. Con bị bệnh máu từ bé, bẩm sinh. Nó đau nhức ở cổ chân hoặc là những chỗ khác. Cháu 3 tháng thì nó xuất hiện xuất huyết, xong rồi lại sốt kéo dài hàng tháng, người ta cứ bảo là bị sốt xuất huyết ngoại tử, thế là lên ni ấy. Thì người ta mới lấy máu thì nó mới vỡ mặt, nó cứ chảy như cái vảy ấy. Thế là các bác mới cho xét nghiệm đông máu thì bảo là cháu là không có yếu tố đông máu. Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Long, học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở Bãi Sậy. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cả tuổi thơ gắn liền với bệnh tật, nên thời gian Long ở viện có những lúc còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi tuần con phải đi, nếu không đau con phải đi 2 lần. Nếu đau thì con phải lên lấy tiêm, bao giờ khỏi mới về. Ở năm lớp 1 con học được 40 ngày, còn lại đều ở trên viện. Bắt buộc phải theo, hơi đau, chớm đau, thuốc vào người sớm lúc nào thì là khỏi nhanh lúc đấy. Nhưng mọi lần em không biết, em cứ để cho nó tự khỏi thì nó cứ chỗ nọ chuyển sang chỗ kia, nằm bất động cả 3 tháng hè thì nằm tháng rưỡi ở nhà. Cứ đang đi học về đây là đau là thôi cứ luôn đồ nghề đấy, để hết ở trong túi vậy cứ đi luôn. Long giờ đã cao lớn bằng mẹ và cũng biết giúp mẹ việc nhà. Nhưng mỗi lần em bị đau nhức phải nhập viện, mẹ vẫn là người cõng em chạy khắp các phòng để lo thuốc thang. Không quản ngày hay đêm, ngày thường hay ngày lễ, cứ bệnh của em trở nặng là hai mẹ con lại lên đường ngay lập tức. Những lần đón Tết ở bệnh viện chắc sẽ còn mãi trong ký ức của mẹ con em. Mấy năm về trước Toán đón Tết ở viện, cứ 30 lên xong đến mùng 6, mùng 7 mới được về. Nó kêu đau quá, thế là lại phải đưa đi. Cơm thì người ta không bán, thì cho hai mẹ con một cái phiếu. Thế lúc đi thì lại vội, thế là đi. Các chị ở gần đấy cũng biết là không có cơm, các chị lại mang mì tôm vào cho. Chỉ một chút va đập mạnh cũng có thể khiến lòng bị chảy máu trong, dẫn đến đau nhức và biến chứng. Vì thế em không thể chơi những trò dùng nhiều sức hay là vận động mạnh, mà chỉ có thể chơi những trò chơi nhẹ nhàng. Em nhớ là ngày xưa em đi đá bóng cùng bạn, em bị chạch cổ khớp chân, để em phải đi viện hơn 1 tuần. Cũng nhiều trường hợp nửa đêm rồi phải thuê xe đi lên trên viện huyết học ạ. Là cháu nó bị ngã từ chiều, nó cũng không có nói. Là đêm bắt đầu nó sưng, nó tấy thì đau nó không chịu được. Mọi người vẫn hay gọi Long là cậu bé đặc biệt, không chỉ bởi em mang trong mình căn bệnh đặc biệt, mà bởi những suy nghĩ của em cũng hết sức già dặn, trưởng thành so với chúng bạn. Những bạn bằng tuổi em, các bạn rất là sợ kim tiêm, nhưng em lại không sợ, tại vì từ bé em phải tiêm nhiều lần nên lớn lên em không sợ nữa. Em sợ là em sẽ không đủ sức khỏe để chống lại bệnh. Có lẽ chỉ có những người trải qua đau đớn, mất mát của bệnh tật mới thật sự thấm thía ý nghĩa của hai từ sức khỏe. Vì thế mà với một cậu bé dù mới 12 tuổi như Long, hay với những người từng trải như bố mẹ em, điều mong ước lớn nhất chỉ là được khỏe mạnh. Thì nếu mà mong muốn, chỉ muốn con cái khỏe mạnh thôi, em chẳng cần cái gì. Giờ thì chỉ mong con được khỏe mạnh, mong sớm là có thuốc nó điều trị được lâu dài hơn, thì là mình cũng đỡ phải đi bệnh viện nhiều hơn. Và để chăm chút cho sức khỏe của đứa con thiếu may mắn, bố mẹ Long cũng không quản ngại, xoay sở đủ mọi công việc. Thì vợ thì ở nhà thì gọi là canh để cho cháu lên viện để tiêm. Nhà thì cũng chỉ có mỗi một mình em làm việc thôi, thì là em làm logo quần áo bảo hộ lao động, với cả áo đồng phục. Thu nhập này thì nó cũng không được đều, không được thường xuyên, tại vì là mình phải phụ thuộc vào cái lượng cộng tác viên bán được hàng thì mình mới có thu nhập. Nói chung là kinh tế nó như thế là thực sự là áp lực rất là nhiều ạ. Như các bạn bằng tuổi con nhà em thì các cháu có thể tự đi được ấy, nhưng mà con nhà em thì các bác bảo là hạn chế không được vận động, tại vì cháu vận động mạnh là các mạch máu nó sẽ tự vỡ ở trong ấy, thì là nó sẽ gây ra đau, lại phải lên điều trị. Thế nên em cứ phải đưa đi đón về suốt. Em có nhận một việc về nhà làm thêm ấy, nhưng mà cũng không đều việc, ngày chỉ được vài chục nghìn thôi. Thương bố, thương mẹ, thấu hiểu sự hy sinh vất vả của bố mẹ, nên Long rất ngoan ngoãn, nghe lời và cố gắng trong học tập. Thời gian đến trường dù không được nhiều như các bạn, nhưng em đã dùng tất cả sự nỗ lực để bù đắp cho những thiếu hụt về thời gian ấy. Những cái hôm mà bạn ấy đi viện phải nghỉ học thì là các thầy cô cũng hướng dẫn bạn ấy để ôn lại bài. Rồi bản thân bạn ấy cũng rất là có ý thức. Bạn ấy luôn luôn là đến lớp để mượn sách vở của các bạn để xem lại bài, rồi về nhà làm bài tập đầy đủ. Bạn luôn là học sinh xuất sắc trong lớp, bạn luôn chăm ngoan, học giỏi. Bạn Long là người bạn tốt,
hay học tập tốt. Bạn ấy hay xung phong phát biểu trong giờ học. Chính những đau đớn về thể chất với em, những vất vả mà cả gia đình phải trải qua và những nhọc nhằn em chứng kiến nơi bệnh viện đã nuôi lớn ước mơ trong em. Sau này em học giỏi, em muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người khó khăn như em. Xin kính chào quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với chương trình Chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Bãi Sậy, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến với buổi trao học bổng Chắp cánh ước mơ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Sái Đức Bính, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Buổi trao học bổng chương trình Chắp cánh ước mơ hôm nay còn có sự hiện diện của đông đảo các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Bãi Sậy, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, như một sợi dây kết nối và lan tỏa yêu thương, chương trình Chắp cánh ước mơ hôm nay lại tiếp tục đem yêu thương đến trao gửi cho một em học sinh có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó là em Nguyễn Long, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Bãi Sậy, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Em Long thì mắc bệnh về máu từ nhỏ, điều kiện gia đình cũng vô cùng khó khăn, bố mẹ phải chạy vạy khắp nơi để có đủ kinh phí điều trị bệnh cho em. Không phụ sự hy sinh vất vả của cha mẹ cũng như là sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè thầy cô thì Long luôn nỗ lực trong cuộc sống cũng như trong học tập. Suốt những năm học vừa qua thì em luôn là học sinh chăm ngoan học giỏi để chia sẻ với những khó khăn của gia đình cũng như mong muốn tiếp thêm động lực để Long có thể tiếp tục cố gắng vươn lên. Thì hôm nay hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến đây và dành cho Long một suất học bổng với giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Sái Đức Bính lên trao học bổng cho em Nguyễn Long. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, ông Hoàng Ngọc Anh lên trao học bổng cho em Nguyễn Long. Chương trình thì có ý nghĩa giáo dục rất là sâu sắc, lan tỏa tình yêu thương đến không những chỉ các em học sinh mà đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như là các cái tổ chức chính trị khác trong cộng đồng. Thay mặt cho hội phụ huynh học sinh nhà trường thì chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn Ngân hàng Vietcombank và VNPT Hưng Yên đã tạo điều kiện cho em có một suất quà để em cố gắng trong học tập. Và chúng tôi cũng hy vọng là các nhà tài trợ sẽ thường xuyên quan tâm đến các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống vốn đã đầy những khó khăn và vất vả, nhưng đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo như bạn Long thì khó khăn vất vả dường như lại nhiều hơn gấp bội. Với mong muốn chia sẻ với những khó khăn của em và gia đình thì chúng tôi tin rằng suất học bổng của hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên sẽ là một món quà đầy ý nghĩa không chỉ đối với em Long mà đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác để các em tiếp tục có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Chương trình Chắp cánh ước mơ của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhân vật tiếp theo của Chắp cánh ước mơ là em Đặng Thu Hà ở thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Bố em mắc bệnh lý về thần kinh đã nhiều năm nên không có khả năng lao động. Mẹ em không có việc làm ổn định. Nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào gánh hàng ve chai của mẹ em. Lớn lên trong khó khăn thiếu thốn đã tôi rèn cho Đặng Thu Hà nghị lực vượt khó vươn lên và trở thành con ngoan trò giỏi được thầy yêu bạn mến. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng ở em luôn tràn đầy sự lạc quan và hơn hết là khát khao được tiếp tục đi học, tiếp tục theo đuổi ước mơ. Mọi sự giúp đỡ xin được liên hệ về địa chỉ em Đặng Thu Hà, thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, học sinh lớp 9A2, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Việt, số điện thoại 0974 562 534, hoặc chương trình Chắp cánh ước mơ phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, số điện thoại 0363 089 089.